Một số anh em có yêu cầu là mình quay ghe của mình, bữa nay mình quay ghe mình cho anh em xem nha anh em. Bữa nay ghe mình chở mềm luôn nha anh em ơi. Đây, ghe mình đây nha anh em. Đó, chở tới con giềng đỏ luôn. Mấy anh em văn phòng đang xúc cá. Đó, ghe mình vào đây chở cẩm tới con giềng đỏ luôn. Chạy nó tạt nước rồi lên trên xe quẹ quá trời. Đây anh Tý đang đi quần ở trên ghe, anh em thấy không? Con là ngồi trong cabin. Còn anh Năm là đi mua bánh mì rồi. Đó, mấy anh em yêu cầu mình quay ghe mình cho anh em xem, mình bữa nay mình quay ghe mình cho anh em xem nha anh em ơi. Đây anh em nào có đi xe gặp ghe mình là chào nhau một cái nha anh em. Đây ghe mình đang chạy vào cảng Cà Né nha anh em. Đó, đang chạy vào cửa biển Cà Né nha anh em ơi. Bữa nay được mười mấy tấn đó, cho nên là chạy vô Cà Né bán. Anh em thấy là mấy cái bánh xe của hai bên hông ghe á, là mình chạy mồi như là nước nó bắt trớm nó leo lên á, là mấy anh em bỏ lên ở trên bê hết. Thấy cái mũi ghe của mình nó mềm xuống ở dưới nước luôn. Đây là cái đoạn từ cửa đi vào ở trong khu vực cảng nè anh em. Dọc cái đoạn này đi vô trong khu vực cảng là bình thường là ghe phe xúc ở đầu và trước rất là đông. Bữa nay là phe xúc đi xuống cái vùng Côn Sơn rất là nhiều, bởi vì ở dưới vùng Côn Sơn là hiện tại cái cơm dày lắm anh em. Đó, mấy anh em bắt đầu lật bánh xe xuống để vô cảng để cặp cho nó im anh em. Giờ là mình đang có mặt tại cảng Cà Né là tầm 6:30, bởi vì mình lấy ké sớm cho nên là mình vô bờ sớm nha anh em. Vô mà bán hết ghe ké này là khoảng tầm gần 4-5 giờ chiều. Sau đó anh em dẹp dọn và lấy đế lại nữa là không tầm khoảng 6-7 giờ đêm anh em. Mình lấy đế, lấy dầu, lấy tổn mọi thứ. Đây nè anh em, có mấy chiếc ghe có cái lái chăm chăm quay re, đó là khu vực cảng anh em ơi. Đây là khu vực cảng cũ của Cà Né nha anh em. Cảng bên này là dành cho cảng các ghe tàu thuyền ở tất cả các nơi có thể về đây trao đổi mua bán tại khu vực cảng này. Còn phía bên cảng mới, phía bên bên đối diện là phía cảng dành cho ghe phe xúc của Cà Né là chủ yếu anh em. Phe xúc họ gì đó họ cũng bán ké, rồi những cái lúc mà hết mùa đánh bắt thì họ gì đó họ neo đậu. Đây bây giờ ghe mình đang vào cảng và tìm một cái khu vực nào trống trống để cặp vào bán ké anh em. Chủ vựa thì người Phú Yên luôn anh em. Chủ vựa người Phú Yên, mình đi mua bán tới đâu thì chủ vựa theo tới đó. Chủ vựa chật sẵn ở trong cảng hết rồi anh em ơi. Đó, anh Tý đang ở phía trước tìm những cái quảng trống. Đây mình thấy ở đây có một quảng trống nhưng mà hình như là chủ vựa đang tập trung ở sau lái chiếc ghe bình tĩnh này, để mình dầm ghe lại mình cua xuống phía dưới. Đây nhiều anh em yêu cầu mình quay ghe mình, bữa nay mình quay ghe mình cho anh em xem nha anh em ơi. Đây
mình tập trung mình cua di chuyển ghe xuống ở phía bên dưới này nè. Chủ vựa tập trung ở cái quảng khác, thì mỗi vựa là tập trung tất cả các ghe thu mua đều về một cái địa điểm hết anh em, để cho mình tiện cân ké cho tất cả các ghe luôn đó. Tất cả các ghe đều tập trung một nơi và đỡ cái nguồn nhân lực của vựa họ sẽ tập trung tại đó và phục vụ cho tất cả các ghe thu mua luôn. Còn nếu mà chúng ta chọn những cái quảng trống mà chúng ta cân riêng cho chúng ta thì cái lực lượng họ chia ra họ làm không có mạnh được. Xe thì họ cũng chia cái lượng xe ra cho nên là không có thể nào phục vụ một chủ vựa mà 2-3 quảng cân được anh em. Cho nên là tất cả các ghe thu mua mà khi vào cảng á, thì đa phần sẽ tập trung một nơi. Thì có khi cảng rộng quá thì anh em cân 1-2 khu vực ở trong cảng cũng quá, nhưng mà đa phần là tập trung hết một chỗ luôn anh em. Đây mình sẽ tập trung ở cái quảng cân này anh em. Thì có chiếc ghe thu mua nó đã cân ké từ hôm qua nó ở lại nè, bây giờ nó đang chuẩn bị lấy đá. Thì chiếc ghe này nó lấy đá xong nó ra thì mình vô trong khu vực này mình cân lát xíu nữa nó ra thì mình sẽ quay ghi sàn ngang, nó rất là rộng anh em đó. Anh em thấy là ở trên cảng là có nhiều cái xe đông lạnh của chủ vựa Phú Yên vào cân ké cho mình anh em. Đó, bây giờ chờ chiếc ghe này nó chưa có làm công việc của nó thì nó giật lui tí xíu cho mình vào mình cân. Đây mình quay ghe tàu của kè né quanh cho anh em xem nha anh em ơi. Đó, mấy chiếc lưới trụ bao của kè né rất là đẹp. Quay quanh khu vực ghe của kè né, một số ghe không có đi miền Nam còn đang ở nhà, mình quay cho anh em xem chơi. Zoom lại gần cho mấy anh em xem. Hầu như ghe kè né là họ lắc tít, hơn 90% của ghe kè né là họ lắc tít hết nha anh em. Họ lắc tít nhưng mà họ trét bột ở ngoài làm rất là kỹ, ghe rất là đẹp, láng o. Một ghe kè né thì mình quay nhiều video cũng được anh em rất là yêu thích cái mẫu ghe của kè né, ghe rút trũ với ghe phe xúc, bởi vì mẫu ghe của kè né đóng nó thanh rất là đẹp. Đó, anh quay mình zoom lại gần mấy chiếc phe xúc lưới trũ cho anh em xem, quay chi tiết từng chiếc ghe cho anh em xem cho nó đẹp nha anh em. Đây mình quay trước mình chụp dài 30 mấy mét của Bình Định cho anh em xem nha. Thì trước mình chụp này hôm bữa mình có quay một video ở trong cảng Cam Ranh. Bữa nay cách 5-7 ngày vô cảng Cà Né là gặp anh mình chụp này lại. Mình chụp tàu sắt nha anh em. Mình chụp này quá dài luôn, dài tầm 30 mấy mét á. Bởi vì mình có biết những con mình chụp dài tầm 27-28 mét thì nó không có dài cỡ tầm này. Mình chụp này quá dài xe so với những con mình chụp 27-28 mét. Bình Định 99179. Tàu sắt xài thời gian rỉ sét len đầy ngay hết. Thấy cái dàn bóng thắp sáng của nó khủng không? 3 tầng bóng. Mấy chiếc mình chụp này mà cặp cảng được, đỡ có quảng với nó cặp cảng nó lấy đá là hơi căng anh em. Bởi vì cảng Cà Né đợt này là ghe thu mua với lại ghe rút trũ và vô bán ké rất là nhiều, chật kín luôn. Đó chứ có rút trũ nè anh em, dưới 15 mét sơn cabin màu vàng.
mình chụp chen lấn tìm quãng do đế lái quậy đùng đùng này anh em. Mấy chiếc mình chụp này chắc chắn là phải cặp trong mũi rồi lấy đế thôi, không cách nào cặp sàn ngang được, bởi vì ghe tàu hiện giờ vô cảng là đông nghẹt kín luôn. Ở đây có mấy chiếc giã cào của Bình Thuận neo tại cảng nè, phọt ghê lạ quá, giã cào của Bình Thuận mỗi chiếc sơn màu luôn, có chiếc này sơn giống cái màu nào, cặp ba chiếc sơn ba màu, bốn chiếc bốn màu. Có chiếc rút rủ Nha Trang cũng vô cặp cảng bán cá nè anh em. Rủ này rút rủ tàu nhựa, chắc chắn là rút rủ của Nha Trang rồi. Chen lấn nhiều ghe tàu quá, phức thân ghe mình quay không có được. Quay được cái cabin không à. Cặp vô trong mũi hết. Đây có ghe thu mua vô mà không có quãng cân nè anh em ơi. Cái lòng sông giờ bây giờ là ghe ra ghe vào là nó kẹt cứng luôn anh em. Đó. Mấy chiếc ghe vô trước nó còn đạp trớn cho nên mấy chiếc vô sau là bị cái trớn nó vùa ra chập không được. Giờ quay tứ lung tung luôn. Đó, ghe giờ nghẹt cứng luôn anh em. Đó, nghẹt kín dòng sông luôn. Không có ngỡ ra, không có ngỡ vô luôn. Chiếc thu mua này kẹt trên giữa mấy chiếc mình chụp. Bị chiếc ghe thu mua nó cặp trước đạp tay quạt, bây giờ trớn. Đẩy ghe muốn trôi hướng nào trôi luôn. Mấy chiếc mình chụp ra vào tứ lung tung nữa, chả biết hướng nào mà mò. Chù chè có hoa vụt trụ vô đây giặt đẩy nữa nha. Có chiếc vụt trụ hai bổ dừng đỏ cũng đang vô nè. Giờ tầm 90 giờ ghe ra vô nghẹt cứng luôn. Lộn xộn quá. Đây mình kìm cái quãng nào trống trống mình quay mấy chiếc rút trụ với mấy chiếc phe xúc ở khu vực khác cho anh em xem. Khu vực lúc nãy ghe tàu kẹt cứng quá. Đó, đây là mình quay qua phía bên cảng mới anh em. Mấy cái khu vực nhà với lại ghe họ đi biển giờ họ neo khu vực cảng mới neo trước mặt nhà người ta, nhà lầu không á nhá. Đây có chiếc ghe thu mua của Bình Định xúc cá, chiếc này cũng chở vô mềm luôn. Chú có chị này quấy thúng giỏi quá. Coi thử chị quấy thúng chị làm gì nữa. Lợm đá à. Đấy này đá của mấy ghe thu mua họ cân ké họ liền anh em. Biết chị nhặt mấy cái đá này để muối lại thứ gì cũng không biết. Chù, công việc lẹ dữ trời. Phát đạt 3 số 7, thúng có chữ phát đạt 3 số 7 g. Bơi lượm hết nhiều đá khu vực này chắc chìm thúng luôn á. Phụ nữ mà quay thúng được giỏi quá. Lượm luôn.
Anh em thấy cảnh cửa biển Cà Né đẹp không? Khu vực quanh quanh chỗ nào cũng có ghe thuyền á. Vô ở trong cảng Cà Né là đam mơ là ngồi nhìn ghe không à, trong cái khoảng thời gian mà chờ cân ké cho xong anh em. Ngồi nhìn ghe, quan sát ghe. Ai cũng vậy hết, đi biển là mơ ghê lắm. Vì mơ ghê mà bước chân xuống biển á.